Alo cả nhà, chào cả nhà, mình là Andy nè. Bây giờ mình đang ở thành phố nước Mỹ cả nhà, ở bên Arizona Phoenix á, là cái khách sạn này là Sheraton. Sheraton ở dưới Phoenix downtown á, thì bây giờ là cỡ 12 giờ đêm rồi. Ở Phoenix, Arizona, thì mình đi họp với cả nhà, mình đi hợp cái làm ăn của PFA á, thì bây giờ nãy mình chạy xe cỡ 6 tiếng ở cả Nam Cali chạy tới Arizona là 6 tiếng mấy đó cả nhà, thì mới tới cỡ 11 giờ mấy. Thì bữa nay là thứ sáu, thì ngày mai là bây giờ là 12 giờ đêm ở bên Arizona, ở bên Mỹ đó cả nhà. Thì mình ngày mai là cỡ 5 giờ sáng mình phải thức dậy, họp, tắm rửa ra mặc áo vest vô để tắm, để tắm xong rồi họp họp tới, tới 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 chiều mới ra được. 3 ngày liên tiếp mình ở lại đây là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, 3 ngày về. Rồi thứ nhật tối là mình về, rồi về lại nhà cả nhà. Thì cái này là cái làm ăn của bảo hiểm ăn thổ của mình á. Bảo hiểm ăn thổ đó, nó kêu bằng cái công ty nó kêu bằng PFA, là bảo hiểm ăn thọ, là mình là broker là mấy chục năm rồi. Thì cái bảo hiểm ăn thọ của mình đó là National Life Group, là số 1 ở nước Mỹ á cả nhà. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi ngủ rồi, mai đi ở 5 giờ sáng phải thức dậy, rồi 6 giờ sáng phải bước ra cái phòng này để sắp hàng, để mình đi vô cái stadium á, là dưới á, là nó có cái ghế, bằng bằng ghế để mình đặt họp. Thì hai đêm 3 ngày, thì khách sạn mình ở Sheraton, thì mình mướn 2 đêm thôi, rồi chủ nhật tối là mình đi về. Thì người ta thứ hai người ta đi về, mà mình về sớm, chủ nhật tối là mình bắt đầu mình chạy xe về về lại Nam Cali ở bên Mỹ. Thì cảm ơn cái nhà follow mình nha. Ngày mai mình làm video, mình đi ăn ăn nhà hàng Việt Nam á, thì mình sẽ video cho cả nhà xem. Bây giờ mình quay một cái khách sạn đây, cái khách sạn này cũng cũng đẹp lắm cả nhà, mà nó nhỏ mà nó rộng. Thì giờ cho khách sạn cả nhà coi khách sạn này ha, Sheraton ha. Cảm nhà coi, cảm ơn coi cái video của mình nha. Chào chào cả nhà, tạm biệt nha. Happy New Year, chúc mừng cả nhà năm ngoái làm ăn phát tài nha, mỗi năm kiếm tiền ào ào nha, làm giàu nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ quay một cái phòng này cho cả nhà xem. Thì nếu mà cả nhà ở Arizona Phoenix á, cái nhà mướn cái hotel này á, là rất là đẹp, rất là sang ở dưới. Thì nó cũng không mắc tiền mấy, một một đêm là cỡ 200 mấy thôi, là không có nhiều đó, 200, nghe nói 200 260 đồng á. Thì bây giờ mình quay cho khách sạn cái phòng này để cho cái nhà coi. Thì nếu mà cả nhà đi Arizona đó, mướn cái Sheraton thì nó rất là sạch sẽ, với giá cả rất là đặc biệt rẻ. Ok, cảm ơn cả nhà xem nha, cả nhà ủng hộ mình nha. Bấm cái đăng ký cái chữ đỏ subscribe nha cả nhà, cái chữ trắng hoặc chữ đỏ đó tiếng Mỹ nó kêu bằng subscribe, rồi share cái video mình cho gia đình của nhà xem nha. Hẹn cả nhà nha, chào tạm biệt nha cả nhà. Hẹn video ngày mai tiếp theo, mình sẽ đi ăn nhà hàng Việt Nam để mình làm video cho cả nhà xem. Chào tạm biệt cả nhà. I love you. Bye bye cả nhà. Bye bye. Giờ mình show cả nhà cái video cái phòng này nha. Này cả nhà ơi, cái này là cái phòng ngủ nè cả nhà. Đó, cái này là cái tivi. Nó làm nó rất là đẹp. Đó. Đó, cái đây nó có một cái bàn. Ở đây là cái giường, hai giường. Đó, hai giường. Đó, ở đây là ra là cái ban đêm ở Arizona này nó rất là đẹp. Cái này bên Mỹ nè cả nhà, thấy không? Đó. Rất đẹp nha. Bây giờ là cỡ 12 giờ mấy rồi. Đó. Bên Mỹ nè cả nhà. Rất là đẹp.
Này là ở dưới nè, ha, ở dưới ban đêm đi là 22 giờ rồi, tối rồi. Ở đây là một cái phòng của mình đó, rất là đẹp, nó rất là sạch đó. Mình đi với cái team của mình đó. Ngày mai là cỡ đi họp họp nghe nghe Jack Wu để giảng cái làm ăn bảo hiểm ăn thọ đó. Mình là công ty của mình là số 1 ở nước Mỹ đó cả nhà, rất là đẹp nha. Ở đây là rất là sạch đó, nó cho đầy đủ hết nha, thấy không, có xà bông là có đầy đủ hết cả nhà, thấy không, rất là đẹp nha. Đó, đây là quần áo của mình. Alo cả nhà ơi, ok. Thì giờ làm một cái video rất là nhỏ để mình cho cả nhà là mình báo cả nhà là mình đang ở Arizona, Phoenix. Bây giờ là cỡ gần 1 giờ sáng rồi. Mình sẽ đi ngủ để ngày mai mình thức sớm cỡ 5 giờ mình sẽ thức rồi để mình xếp hàng rồi mặc đồ vest lên rồi đi họp. Cái công ty này đó là PFA, là Premier Financial Alliance, là bảo hiểm ăn thọ là số 1 ở nước Mỹ, không có ai thắng mình hết. Cái bảo hiểm là National Life Group là number one ở nước Mỹ đó. Cái bảo hiểm đó là không chết cũng bị đền. Nếu mà cả nhà muốn muốn có câu hỏi gì đó thì làm ơn gọi mình 626-988-3785. Cái điện thoại cầm tay của mình đó, 626-988-3785, mình Andy. Andy nha cả nhà. Thì cảm ơn nha, chào tạm biệt nha cả nhà. I love you, bye bye cả nhà. Hẹn ngày mai. Hẹn video ngày mai nha các nhà. Bye bye.